đang lên đó bây giờ. Đó, thấy không? Cái này chết phải không? Hello. Đây, đây. Hello. Đẩy lại là cửa ra đó. Alo, alo, alo. Nếu biết ngày nay hóa khổ
Thank you.
về nha. Về nha. Dạ sao? Thank you.
Em cũng không tin nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em yêu, nhưng mà người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Hết rồi. Dù xa, anh làm sao vậy? Yêu nhau là có tội phải không anh? Yêu anh không bao giờ có tội. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp một lần khiếp sợ, sao đột nhiên nghe lạnh cả.